xung đột Nga-Ukraine ngày 44. Ukraine tuyên bố bắn hạ 150 máy bay của Nga. Trong 44 ngày tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga tuyên bố đã phá hủy 2003 xe tăng và xe bọc thép, 869 khẩu pháo, 220 bệ phóng tên lửa, 1902 xe quân sự các loại, 125 máy bay, 95 trực thăng và 416 UAV của quân đội Ukraine. Vào ban ngày ngày 7 tháng 4, Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hành trình phóng từ trên không để tấn công vào một điểm tập kết trang thiết bị của Ukraine tại một nhà ga ở vùng Zhidomir, phá hủy nhiều trang thiết bị đang chuẩn bị đưa đến vùng Donbass. Còn vào ban đêm, quân đội Nga sử dụng tên lửa có độ chính xác cao phóng từ trên không và trên biển, phá hủy bốn kho dầu ở Nikolai, Zaporohi, Kharkiv và Chugoev, ngăn cản việc cung cấp dầu cho quân đội Ukraine ở đó và ở vùng Donbass lực lượng không quân chiến thuật Nga đã tiêu diệt tổng cộng 71 mục tiêu của Ukraine, bao gồm các trận địa tên lửa, triển khai hệ thống radar phòng không S-300, kho đạn, điểm hỗ trợ và điểm lắp ráp vũ khí. Lực lượng phòng không Nga đã tiêu diệt tổng cộng 8 UAV của Ukraine vào ngày thứ Bảy. Ngoài việc bắn hạ 5 UAV ở nhiều nơi khác nhau vào ban đêm, họ còn bắn rơi 3 UAV ở các khu vực khác nhau vào ban ngày, bao gồm Krivov Rock, Chudovoy, trong đó có 2 UAV TB2. Tại thành phố Kherson, nơi quân Nga đã tuyên bố kiểm soát thực tế một trực thăng vũ trang Mi-24 và một trực thăng vận tải Mi-8 của quân đội Ukraine đã bị lực lượng phòng không Nga bắn rơi. Thông tin chiến sự của Ukraine nêu rõ, trong chiến dịch tại miền đông Ukraine, quân đội Nga đang cố gắng chiếm thành phố Maripo, tiếp tục mở cuộc tấn công gần thành phố Izium và bao vây thành phố Kharkiv. Trong những ngày tới, quân đội Nga cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donbass. Tại tỉnh Warren, ở phía bắc Ukraine, quân đội Nga có thể tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các cơ sở quân sự và dân sự của Ukraine từ Belarus. Lực lượng không quân Ukraine cũng đã trích dẫn một đoạn video của Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ tới 150 máy bay chiến đấu các loại của Nga, tương đương với số máy bay của không quân Ba Lan, Kazakhstan, Anh và Belarus cộng lại. Không quân Ukraine cũng tuyên bố rằng Nga đang cố gắng giành quyền thống trị trên không, nhưng đã bị quân đội Ukraine đánh bại. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 7 tháng 4 cho biết quân đội Nga đã mất 18.900 người, 135 trực thăng, 111 UAV và các loại khác.